Nghĩ với kết quả mà đội tuyển Việt Nam vào vòng 3 thì tôi nghĩ là tinh thần của cả tập thể đội tuyển Việt Nam cũng rất là hãnh diện và chúng tôi tự hào vì chúng tôi đã đạt được cái điều mà chúng tôi chưa từng làm được, và chúng tôi đã một phần nào đã chúng mang cái tinh thần của bóng đá Việt Nam tới các trận đấu của vòng loại lần này để giới thiệu cho bóng đá của châu Á cũng như bóng đá thế giới là cái tinh thần thi đấu Việt Nam chúng tôi là không bao giờ từ bỏ. Và chúng tôi cũng hy vọng là góp được cái tinh thần niềm tự hào của chúng tôi với cái làm cho cái tinh thần chống dịch Covid của dân tộc Việt Nam của chúng tôi tại Việt Nam sẽ dâng cao hơn, là cũng hình ảnh của đội bóng cũng sẽ giúp cho tất cả các tinh thần của dân tộc chống dịch Covid và cố gắng là chiến thắng dịch Covid để làm sao là hòa chung cái niềm tự hào của dân tộc.